Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhiều quận huyện của Hà Nội phải tạm dừng việc đấu giá đất, nhưng cho đến sáng nay, huyện Phúc Thọ vẫn tổ chức đấu giá với 39 lô đất với giá khởi điểm từ 19,8 đến 23,4 triệu đồng một mét vuông. Sau sức nóng của các cuộc đấu giá đất tại Thanh Oai, Hoài Đức với giá trúng cao nhất lên tới 100 triệu đồng một mét vuông, thì buổi đấu giá tại Phúc Thọ hôm nay tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhà đầu tư. Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người tập trung tại Trung tâm Văn hóa huyện Phúc Thọ để làm thủ tục tham gia đấu giá. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín, chỉ một vòng duy nhất. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ, phiên đấu giá hôm nay thu hút hơn 350 lượt người tham dự với hơn 650 hồ sơ đăng ký. Theo đó, huyện Phúc Thọ tổ chức đấu giá 39 lô đất, trong đó 30 lô tại xã Trạch Mỹ Lộc có diện tích từ 96m² đến gần 148m², với giá khởi điểm từ 23,4 triệu đồng một mét vuông. 9 lô đất còn lại nằm tại xã Thọ Lộc có diện tích hơn 134m², với giá khởi điểm là 19,8 triệu một mét vuông. Đúng 8 giờ 30 phút, đại diện cho công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam đã thông báo về nội quy cuộc đấu giá đến với tất cả người tham gia. Chỉ sau 2 phiên đấu giá, 39 lô đất tại huyện Phúc Thọ đã kết thúc. Kết quả, lô đất trúng giá cao nhất là DL06 với mức giá trúng là 60 triệu đồng trên một mét vuông. So với giá khởi điểm, lô đất này được trả cao gấp hơn 3 lần giá khởi điểm. Các lô đất còn lại có giá trúng từ 24 đến 50 triệu đồng một mét vuông.